Như vậy là chúng ta đã xác nhận với nhau một khái niệm là bất kể là ảnh là cái gì thì nó cũng được cấu tạo bằng các pixel. Vậy thì chúng ta cũng xác nhận luôn, ồ thế thì tôi làm việc với ảnh có nghĩa là tôi làm việc với các pixel. Rồi, đồng ý là như vậy. Thế nhưng làm việc như thế nào? Tại vì số lượng pixel nhiều, bây giờ tôi muốn làm việc với một chỗ này mà không làm việc với chỗ khác thì tôi làm như thế nào? Chúng ta làm quen thử một khái niệm như thế này, làm một ví dụ như này để hình dung là cách làm việc với pixel. Tôi lấy ví dụ như là quả dưa này của tôi là quả dưa màu vàng. Bây giờ tôi không muốn là quả dưa vàng nữa mà tôi muốn là quả dưa màu xanh cơ. Tôi sẽ chọn một màu, tôi muốn tô cho quả dưa này nó trở thành dưa xanh. Thế thì chọn màu thì chúng ta sẽ làm việc ở đây. Đây là ô chọn màu. Trong Photoshop thì nó gọi là ô foreground. Đấy là thuật ngữ của nó. Còn chúng ta dịch sang tiếng Việt thì chúng ta gọi nôm na nó là màu tiền cảnh. Hầu như tất cả các thao tác mà chọn lựa màu để làm việc ở trong Photoshop gần như là 90 mấy% đều lấy màu ở ô này. Thế thì chúng ta sẽ bấm vào đây, nó sẽ hiện ra một cái bảng màu, nó gọi là bảng Color Picker. Và tất nhiên là nó ghi chú rất rõ ràng là Color Picker để cho foreground color. Đấy, còn nếu như các bạn bấm vào cái này thì nó sẽ hiện ra là trong đóng mở ngoặc này là background. Đấy. Thế thì trong này thì các bạn đang nhìn thấy một ô vuông to này, một dải màu ở bên cạnh này. Ví dụ bây giờ tôi muốn màu xanh mà đây đang là ô màu đỏ thì tôi không chọn được, và do đó thì tôi cần bấm vào cái khu vực màu xanh này để chuyển sang cái khu vực màu liên quan tới màu xanh. Sau khi nó chuyển đến màu xanh rồi thì tôi có thể bấm vào một khu vực nào đó. Tôi bấm vào đâu thì có nghĩa là tôi chọn màu ở cái điểm đó và nó sẽ đưa sang ô này. Đồng thời nếu ưng rồi, nhấp OK thì nó sẽ đưa cái màu mà tôi chọn vào ô foreground hay là ô màu tiền cảnh này. Đến đây thì tôi đã thiết lập xong cái màu mà tôi muốn xử lý. Tiếp đến thì làm sao để tô màu vào? Thì tôi sẽ vào menu như sau. Đây các bạn quan sát tôi làm từ từ thôi. Để tô màu thì chúng ta tìm vào menu Edit. Trong menu Edit chúng ta tìm tới lệnh Fill hay là lệnh tô. Có hai cách, một là chúng ta thao tác bằng chuột mở ra đó, hai là các bạn nhìn thấy các cái chương trình bây giờ nó đều cố gắng là cung cấp các cái phím tắt shortcut cho các bạn thao tác nhanh hơn. Và shortcut của cái lệnh tô này, lệnh Fill này là Shift và F5. Tất nhiên đây bây giờ tôi cũng nói luôn, trong một vài trường hợp là các bạn bấm nó không thấy mở ra thì các bạn cũng phải lưu ý rằng là bàn phím của máy sách tay và máy bàn là nó hơi khác nhau một chút. Bàn phím máy sách tay thì nó có một vài cái nó hạn chế, nó nhỏ hơn, cho nên nó có thêm cái phím gọi là phím function mà các bạn nhìn thấy là cái phím F và N đấy. Thì trong trường hợp mà các bạn ấn cái phím tắt F mấy mà không được thì các bạn cần phải bấm thêm cái phím function đấy thì nó mới gọi được lệnh nhé. Bây giờ tôi mở lệnh Fill này ra. OK, trong này cung cấp cho tôi 9 cái phương pháp tô khác nhau. Bây giờ tôi cần tìm là tìm cái gì? Tìm foreground color, chính là cái ô mà tôi vừa thiết lập màu này. Sau khi mà tôi chọn foreground color là tôi xác nhận là lấy màu xanh ở đây rồi, nhấp OK. Nào bây giờ các bạn cùng quan sát nhé. Ý của tôi là gì? Ý của tôi là lấy một màu xanh và tô vào trong quả dưa. Bây giờ tôi chọn xong màu rồi, tôi chọn lệnh Fill rồi và tôi nhấp OK. Kết quả toàn bộ cái bức ảnh của chúng ta xanh lè, chứ không phải là riêng cái quả dưa như tôi mong muốn, tôi nghĩ ở trong đầu. Lý do thì rất là đơn giản, một bức ảnh thì cực kỳ nhiều điểm ảnh mà chúng ta ra lệnh mà chúng ta cũng không có bất cứ một thao tác nào chúng ta nói cho nó biết rằng là tôi chỉ muốn tô vào những cái điểm ảnh mà liên quan tới quả dưa vàng này thôi, còn các điểm ảnh khác thì đừng có tô vào đấy. Chúng ta không hề có một thao tác nào cả để làm cái việc đó. Do đó máy không hiểu và máy cho rằng là tất cả các điểm ảnh cần phải tô hết, dẫn tới là từ một cái ảnh như chúng ta vừa nhìn vào đấy, bây giờ nó chỉ là một cái ảnh xanh lè, không còn thấy cái gì khác ngoài màu xanh. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta muốn chỉnh sửa ở đâu, chúng ta muốn thao tác ở đâu trên bức ảnh, chúng ta cũng sẽ phải có một cái việc phải làm trước, đó là chỉ định, xác định những cái điểm ảnh nào được phép làm việc và điểm ảnh nào không. Tất nhiên nó cũng sẽ có một chút khác biệt là công cụ và lệnh là nó làm việc khác nhau nhé. Công cụ thì chúng ta di công cụ vào đâu thì nó sẽ làm việc trong khu vực mà chúng ta di, còn lệnh thì
bắt buộc các bạn phải có vùng chọn, nếu không thì tất cả thao tác của các bạn sẽ đều nhận được kết quả ná ná như thế này, có nghĩa là một lệnh sẽ áp dụng cho toàn bộ các điểm ảnh trên trên màn hình. Thế bây giờ để quay trở lại và tôi sẽ làm lại một thao tác khác thì tôi sẽ quay lại. Nếu quay lại nhanh nhất thì các bạn làm thao tác như thế này. Nếu lệnh thì các bạn vào file và các bạn tìm vào lệnh revert. Còn phím tắt của nó là F12. Hoặc nếu mà trên máy tính sách tay thì có thể là các bạn phải là function F12. Đó. Sau khi mà chúng ta nhấn lệnh revert thì nó lại quay trở lại cho chúng ta nguyên trạng ban đầu, giống như là cái ảnh mà chưa chỉnh sửa gì. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc theo một cách khác để giới hạn khu vực làm việc. Để giới hạn khu vực làm việc, rõ ràng là chúng ta phải chỉ cho máy biết là điểm ảnh nào được làm và điểm ảnh nào không. Vậy thì làm cách nào để chỉ, làm cách nào để máy hiểu được là tôi cần làm việc ở đây và không làm việc ở kia, thì chúng ta sẽ lại làm quen thêm một khái niệm nữa, đó là khái niệm về vùng chọn. Vùng chọn là gì? Vùng chọn thì bây giờ nói nôm na, khi chúng ta tạo ra một cái vùng mà nhìn trên màn hình thấy nó là một cái đường viền đứt đoạn thì đấy chính là vùng chọn. Và cái thao tác này là thao tác mà chúng ta phải làm nhiều nhất ở trong Photoshop. Bất kể là các bạn sẽ làm cái gì với Photoshop thì các bạn đều phải chọn lựa cả. Và đấy là lý do mà các cái công cụ giúp chúng ta tạo ra vùng chọn nó luôn luôn được để ở trên đầu của công cụ này. Chúng ta có 3 nhóm công cụ tạo ra vùng chọn là nhóm Rec, là nhóm Marquee, nhóm Luxo và nhóm Magic One. Trong mỗi nhóm này nó còn có nhiều công cụ con nữa, nhưng bây giờ chúng ta làm quen nhanh, đó là làm quen với công cụ Rectangular Marquee. Công cụ này sẽ giúp chúng ta tạo ra một thứ được gọi là vùng chọn. Đây, thao tác rất đơn giản, nhấp chuột, giữ phím trái chuột và kéo dê một chút, các bạn sẽ nhìn thấy một cái vùng đứt đoạn hiện ra như thế này. Và to hay nhỏ là tùy các bạn thôi. Đó, dài hay ngắn, rộng hay hẹp, đấy là ý của các bạn. Sau khi mà các bạn hài lòng rồi, nhả phím chuột ra thì nó sẽ xuất hiện một vùng như thế này. Đấy, các bạn nhìn trên màn hình, nó là một cái đường đứt đoạn. Hay là nếu mà mắt các bạn nhìn, các bạn đôi khi các bạn cảm giác nó chuyển động, người ta lại gọi nó bằng một cái cách thức khác là đường kiến bò. Đấy. Và cái này nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là chỉ định cho Photoshop biết là những cái điểm ảnh nào, những ô vuông nào nằm trong khu vực này thì những ô vuông đó được phép nhận lệnh, còn cái nào mà nằm ngoài thì không. Đây, bây giờ chúng ta thử nghiệm lại đúng lệnh như vừa nãy nhé. Edit này, Fill này, hay là Shift F5. Tôi vẫn tô bằng cái màu xanh này. Ok. Rồi, màu đã được tô, nhưng lần này kết quả khác hoàn toàn lần trước, đúng không? Nó không tô tràn hết cả ra toàn bộ cái bức ảnh nữa, mà chỉ nằm ở trong cái khu vực đường đứt đoạn mà tôi vừa vẽ ra. Như thế là chúng ta xác định luôn cái đường này chính là cái cách mà chúng ta báo cho chúng mình biết là những điểm ảnh nào được phép làm việc và điểm ảnh nào không. Đấy. Đây, chúng ta zoom lớn lên nhé, Control này, phím cách này, chúng ta zoom lớn lên và các bạn nhìn thấy cực kỳ rõ, không có một tí đạm màu nào lấn ra khỏi cái vùng chọn này. Đấy. Nó giới hạn rất tốt. Và toàn bộ những điểm ảnh nào, hình vuông nào nằm trong khu vực này đều được tô theo cái lệnh mà tôi vừa yêu cầu, đều được tô cái màu tôi yêu cầu. Như vậy là chúng ta đã biết cái khái niệm đầu tiên, cái cách đầu tiên để chúng ta có thể chỉ định cho chúng mình biết là cái vùng chọn nó sẽ giúp chúng ta chọn các điểm ảnh như thế nào. Và đấy, khi đã có vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ không làm được cái gì ngoài cái vùng chọn này. Tôi lấy ví dụ như sau. Vừa rồi chúng ta tồn lại, đúng không? Bây giờ tôi chuyển công cụ này. Ví dụ tôi lấy cái bút. Bây giờ tôi chọn một màu khác để cho nó phân biệt nhé, màu đỏ đi. Các bạn sẽ thấy là khi mà tôi cầm cái bút này, tôi vẽ ra phía ngoài này, các bạn sẽ không thấy bất cứ một vết bút nào hiện ra. Lý do vì sao? Cái vùng chúng ta đang thao tác là nằm ngoài cái vùng chọn. Mà nằm ngoài vùng chọn thì không được phép làm việc. Nhưng nếu mà bây giờ tôi lại đưa bút này, tôi vẽ vào trong vùng chọn thì các bạn lại nhìn thấy. Đấy nha, tôi vẽ một đường dài hơn này, từ trên này xuống dưới này, thì cái đường mà tôi kéo ngoài vùng chọn thì không thấy đâu. Bắt đầu vẽ vào trong vùng chọn thì thấy, và đi ra ngoài thì lại thôi, lại không còn tác dụng nữa.
Như vậy là rất rõ ràng, vùng chọn nó sẽ giúp chúng ta giới hạn cùng làm việc. Rồi, ok. Đến đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Vậy thì có bao nhiêu cách tạo vùng chọn và các cái vùng chọn đó nó có những cái gì cần phải lưu ý? Thứ nhất là tạo. Bây giờ chúng ta luôn luôn cố gắng nghĩ là nó bao giờ nó có hai chiều. Đó. Trong cuộc sống hay là trong tự nhiên, cái gì thường nó có hai chiều? Đấy. Có đi có lại, đúng không? Người thì có nam có nữ, đúng không? Ngày thời gian thì có ngày có đêm, màu thì có đen có trắng, bao giờ có hai chiều. Và bây giờ chúng ta thao tác lại như thế, tạo ra một vùng chọn. Thì đây đơn giản nhất, vẽ ra bằng công cụ hoặc là tạo ra bằng công cụ tạo vùng chọn. Thế còn có hủy được nó đi không? Hủy được thì chúng ta có mấy cách như sau. Một là đang vẽ ra rồi mà các bạn vẫn đang sử dụng một trong các công cụ tạo vùng chọn thì các bạn có thể làm hai cách. Một là sử dụng công cụ đó nhưng bấm ra khỏi bên ngoài vùng chọn. Đấy, bấm chuột một cái thôi thì nó sẽ hủy vùng chọn đi. Hai là các bạn đang có một vùng chọn mà các bạn lại bấm ra ngoài, các bạn vẽ một vùng chọn khác thì vùng chọn mới nó cũng sẽ tự động nó hủy vùng chọn cũ đi. Ba là chúng ta làm một lệnh. Những cái khái niệm về chọn lựa thì nó đều sẽ nằm ở trong menu select. Theo tên thì đúng là chọn, đúng không? Tất cả những cái gì liên quan đến chọn thì chúng ta sẽ làm như này. Thì các bạn sẽ tìm tới một cái lệnh nằm thứ hai từ trên xuống, lệnh deselect, hủy chọn, hay là phím tắt của nó là Ctrl D. Các bạn có thể bấm vào đây hoặc bấm phím tắt ở trên bàn phím, đều có tác dụng như nhau. Đấy là hủy bỏ vùng chọn đi. Thế còn hủy đi rồi mà bây giờ muốn chọn lại thì làm thế nào? Thì các bạn lại vào select, các bạn chọn cho tôi lệnh thứ ba, reselect, chọn lại. Thì cái vùng chọn vừa bị hủy đi thì nó lại được hiển thị lại. Thế đấy là mấy thao tác đầu tiên nhé. Đó là tạo ra này, hủy đi. Thế một vùng chọn này nó nằm im một chỗ hay là nó như thế nào? Thực ra ở đây nó có một khái niệm, nó gọi là khái niệm vùng chọn trôi nổi, hay là trong thuật ngữ người ta gọi là floating selection. Tại vì thực ra một vùng chọn nếu mà chúng ta không thao tác gì hay chúng ta không ra lệnh gì, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cái ảnh của chúng ta cả. Tôi vẽ vùng chọn ở đây, hay tôi vẽ vùng chọn ở đây, hay là ở đây, hay là vẽ to như thế này, hay vẽ bé tí như thế này, vùng chọn nó vẫn là vùng chọn thôi, không can thiệp, không làm thay đổi bức ảnh. Chỉ khi nào mà chúng ta vẽ vào trong vùng chọn hoặc là chúng ta ra lệnh thực hiện một cái gì đó thì lúc đó mới có tác dụng thôi. Còn một vùng chọn không, không ảnh hưởng gì đến bức ảnh của chúng ta hết. Và nó được gọi là floating vì sao? Vì tôi có thể lôi nó từ chỗ nọ sang chỗ kia. Lôi bằng cái gì? Lôi bằng công cụ tạo ra nó. Đấy. Các bạn sử dụng công cụ Marquee tạo ra thì các bạn lôi nó bằng Marquee. Hoặc là nói đấy là thao tác thông thường. Còn nếu như các bạn dùng một công cụ mà tạo vùng chọn khác, có lôi được nó đi không? Cũng được, miễn là một trong các công cụ tạo vùng chọn mà đưa vào trong cái vùng chọn đó thì các bạn nhấp chuột, các bạn muốn lôi nó đi đâu thì lôi. Vùng chọn cũng không vì thế mà bé đi, không vì thế mà to lên, không vì thế mà mất đi. Nó chỉ dịch từ chỗ nọ sang chỗ kia mà không ảnh hưởng đến bức ảnh cả. Thế bây giờ có vùng chọn rồi, vừa nãy tôi thử vẽ vào rồi đúng không? Tôi thử tô vào rồi. Ngoài ra thì mình làm được gì nữa với vùng chọn này? Ví dụ copy có được không? Cắt có được không? Dán có được không? Được. Đây, chúng ta có mấy lệnh như sau: edit này, cắt này. Nếu như tôi sử dụng lệnh cắt, nó sẽ cắt phút luôn tất cả những điều ảnh nằm ở trong cái vùng đó đi, không còn nữa. Có mất hẳn đấy không? Không mất. Nó tạm thời nó được lưu ở trong bộ nhớ, nó lưu ở trong RAM của máy tính. Và nếu cần tôi nhấn Ctrl V, tôi dán vào thì nó lại gì đây? Dán trả vào. Hoặc nếu như mà chúng ta sử dụng lệnh copy, copy thì sao? Copy thì nó chỉ copy những cái điểm ảnh nằm ở trong vùng chọn đó thôi. Nhưng nó có làm mất điểm ảnh gốc đi không? Không, không mất tí nào cả. Và nếu bây giờ tôi Ctrl V tôi dán vào thì sao? Nó dán những cái điểm ảnh mà nó copy vào trong này, còn điểm ảnh gốc vẫn còn đây. Đó. Thế đấy là cóp là cắt, là dán. Ctrl C để cắt, Ctrl đây, Ctrl X là cắt, Ctrl C là copy, đó, Ctrl V là dán. Thế và trong một vài trường hợp nữa, tôi lấy ví dụ như này,
tôi có một cái bức ảnh tôi có thể lôi nó từ chỗ nọ sang chỗ kia không? Đây, ví dụ. Tôi có một vùng ảnh này. Nếu mà tôi sử dụng công cụ move, công cụ dịch chuyển thì sao? Công cụ dịch chuyển thì nó hơi khác với lại cái công cụ chọn một tí. Nếu như mà tôi sử dụng công cụ chọn thì nó chỉ là floating selection thôi, có nghĩa là một vùng chọn trôi nổi, không ảnh hưởng gì tới cái ảnh cả. Nhưng nếu như tôi đụng đến công cụ này move thì bắt đầu là tôi tạo ra một thứ gọi là floating image, một vùng điểm ảnh di chuyển ở trong cái bức ảnh đó. Tôi có thể kéo nó từ chỗ này sang chỗ khác ở trong bức ảnh. Và tôi dừng lại ở đâu mà tôi hủy vùng chọn đi, select đi, select thì vùng chọn mất đi một cái là điểm ảnh nó sẽ được dán vào vị trí mới luôn. Còn vùng điểm ảnh cũ lại có mất đi không? Mất. Đấy, bị dịch sang chỗ mới. Thế còn trường hợp nếu tôi thay vì là kéo từ điểm nọ sang điểm kia trong ảnh mà tôi kéo từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia thì sao? Thì thao tác đấy coi như là copy, điểm ảnh cũ không mất đi nhá, nằm chỗ nào vẫn nằm nguyên chỗ đấy, mà nó coi như đấy là thao tác copy. Thay vì việc là Ctrl C bên này xong Ctrl V sang bên kia, rồi tôi kéo thả trực quan luôn từ cửa sổ nọ sang cửa sổ kia luôn. Thế còn các bạn thắc mắc là làm sao mở được song song hai cái này thì đây, các bạn vào trong Windows nhé. Đấy, trước tiên là các bạn mở cho tôi ít nhất là hai cái ảnh ra đã. Đó. Sau đó thì các bạn vào trong Windows, các bạn tìm tới lệnh đầu tiên luôn, Arrange này. Và trong này thì nhìn theo cái hình này là các bạn cũng hình dung luôn ra. Đấy là cách sắp xếp các cái cửa sổ, sắp hàng dọc, sắp hàng ngang. Đấy, hai cái, ba cái, nhiều cái. Đấy. Ví dụ đây, tôi đang dùng cái này là hai cái xếp hàng dọc. Và do đó thì chúng ta có thể là kéo một cái gì đó từ cửa sổ bên trái sang bên phải và ngược lại. Thế thì đến đây chúng ta đã biết sơ qua thêm một vài cái khái niệm là vùng chọn đó, rồi thì copy cắt di chuyển như thế nào. Thế và thêm một cái nho nhỏ này nữa nhé, đó là khi mà tôi di chuyển cái thằng này bằng move rồi thì sao? Đây, đơn thuần là di từ chỗ nào sang chỗ kia. Nhưng nếu trong lúc di mà tôi nhấn phím An nhé, thì các bạn lưu ý cho tôi cái này là mỗi một lần mà tôi nhả chuột ra, tôi dừng cái ảnh này lại thì là một lần nó sẽ copy ra, nó dán vào cái chỗ mà chúng ta dừng này. Cái này thì về sau các bạn sẽ thấy vai trò của nó sau. Bây giờ chúng ta làm quen một chút như thế được ạ. Thế đến đây thì chúng ta mới xem lại về cái vùng chọn thì nó có thêm những cái điều gì cần phải lưu ý nữa, thì chúng ta cùng nhau quan sát đây nhé. Có những option nào cho nó đây. Trước tiên tôi muốn nói về thêm hay bớt trong một vùng chọn. Bình thường tôi muốn chọn một cái gì đó thì tôi phải vẽ một vùng chọn. Bây giờ khoan nói đến hình dạng mà tôi nói đến diện tích và vị trí đó. Ví dụ tôi muốn lấy quả dưa này thì tôi phải vẽ một vùng chọn bao kín hết quả dưa này. Tuy nhiên là nếu trường hợp tôi bao không hết thì sao? Ví dụ tôi vẽ lên đây và tôi trượt tay, tôi buông ra mất, thì cái vùng chọn nó chỉ vẽ thế này thôi. Tất nhiên chúng ta sẽ có cái cách mà chúng ta vừa nãy đã nói là di chuyển, đúng không? Nếu cái vùng chọn này tương đối lớn thì tôi vẫn có thể là di từ đây ra đây để nó bao lấy. Đấy là trường hợp cái vùng chọn lớn nhé. Bé hơn thì sao? Như vừa nãy tôi di thì nó không bao kín hết được. Nếu mà tôi để đây thì nó hở cái chân, tôi kéo xuống đây thì nó hở cái đầu, giống như chân cái chăn ngắn ấy. Đấy, đắp được kín đầu thì hở chân, mà đắp được kín chân thì hở đầu. Vậy thì bây giờ làm nào? Thì có hai cách, ba cách gì đó. Một là hủy đi, vẽ lại một vùng chọn khác to hơn để bao lấy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ điều chỉnh kích thước của nó. Đây, ví dụ nó chỉ vẽ ở đây thôi, tôi sẽ sử dụng lệnh điều chỉnh kích thước. Lệnh điều chỉnh kích thước thì chúng ta sẽ vào Select,
Như vừa rồi tôi đã nói, tất cả những gì dính đến vùng chọn thì đều làm việc ở đây. Và chúng ta tìm tới một cái lệnh gọi là lệnh Transform Selection. Lệnh này là lệnh thứ tư từ dưới lên. Đó. Khi mà tôi bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy bốn cái tay nắm điều khiển xuất hiện ở giữa các cạnh và bốn tay nắm điều khiển nằm ở góc. Bằng cách là bấm vào một trong các tay nắm này thì các bạn có thể kéo, các bạn chỉnh được kích thước của cái vùng chọn hiện có. Và tôi có thể là chỉnh kích thước cho nó lớn lên, bao phím lấy những cái vùng mà tôi cần. Sau khi điều chỉnh xong thì làm gì? Các bạn có thể thực hiện một trong ba thao tác. Một là các bạn nhấn Enter trên bàn phím. Hai là các bạn nhấp đúp chuột ở trong cái vùng các bạn đang làm này. Và ba là các bạn lên trên thanh Option, các bạn xác nhận là thao tác kết thúc bằng cách là bấm vào nút Commit này. Thì cái hộp điều khiển nó biến đi, chỉ còn lại cái vùng chọn lớn như thế này. Thế đấy là cách mà chúng ta thay đổi kích thước của vùng chọn bằng lệnh. Ngoài ra các bạn có thể thực hiện các thao tác thêm vào mở rộng vùng chọn ra, ví dụ như thế này. Đến đây nhá, tôi muốn mở rộng ra, tôi thêm nó vào để làm cho nó lớn lên. Thì cách thêm thì các bạn sẽ làm thao tác như sau. Các bạn nhấn giữ phím Shift trên bàn phím giúp tôi. Sau khi nhấn giữ phím Shift thì các bạn lại sử dụng công cụ vẽ vùng chọn, các bạn vẽ thêm một vùng mới. Vùng này nếu mà giao cắt với vùng cũ thì nó sẽ trộn vào với vùng cũ và tạo thành một vùng lớn hơn. Thế có phải lúc nào nó phải giao cắt không? Không, các bạn cũng có thể vẽ rời ra và nó vẫn tạo ra thêm một màu nhỏ như này nữa. Đây, đây là những vùng không giao cắt. Còn nếu giao cắt thì làm sao đây? Nó ăn vào với nhau, nó giống như các giọt nước ấy. Làm tách ra thì nó là từng giọt một, nhưng nếu chỉ cần chạm vào nhau một cái là nó hòa chung vào thành một cái thể mới ngay. Cho tôi hỏi một chút, theo các bạn thì đây là một vùng chọn hay là hai vùng chọn ạ? À, có hai ý kiến, mấy bạn ở dưới kia thì bảo là một, cả là hai, bạn trên này thì bảo là một, à bạn này bảo là hai, hai. Ok, vậy thì đấy là các câu hỏi nhận được, một câu hỏi nhận được các câu trả lời khác nhau, đúng không? Nhưng thực ra nó chỉ là một thôi. Trên nguyên tắc, bao giờ cũng chỉ có một vùng chọn tồn tại vào một thời điểm, không bao giờ có hai. Nếu như các bạn nhìn thấy mà các bạn bảo là hai thì chẳng qua đấy chỉ là một vùng chọn thôi, nhưng mà nó phân ra làm hai hoặc nhiều mảnh. Chúng ta có thể kiểm tra bằng cách như thế này, sử dụng thử lệnh tô đó. Ví dụ thì các bạn sẽ thấy rằng vẫn một lệnh đó và cả hai cái điểm đó, hay là ba điểm đó, hai điểm đó, ba vùng đó đều được thực hiện lệnh cùng một lúc thì có nghĩa nó chỉ là một thôi. Đấy. Như thế là chúng ta có thể mở rộng ra. Và bây giờ lại làm quy trình ngược lại nhé. Đấy là làm lớn rồi, đúng không? Bây giờ nhỏ này. Nhỏ thì sao? Nhỏ thì chúng ta sẽ làm bằng thao tác như thế này. Ví dụ tôi chọn nhiều phần trắng quá, cái mà tôi muốn lấy là quả dưa thôi, nền trắng hơi thừa. Và bây giờ tôi muốn là cắt bớt nó đi. Thì bớt đi thì các bạn cũng có thể làm như thao tác vừa nãy, vào Select, vào Transform. Và lúc này tôi sẽ kéo làm sao cho nó sát vào nhất so với cái quả dưa này để hạn chế gì đấy, để hạn chế vùng chọn thừa. Đấy là một cách. Còn cách thứ hai là tôi xén bớt nó đi. Xén thì thao tác như sau. Các bạn nhấn giữ phím An trên bàn phím. Đây này, để ý cái con trỏ chuột của chúng ta nó xuất hiện dấu trừ. Và nếu như bây giờ tôi vẽ ra một vùng chọn thì sao? Vùng chọn này sẽ có hai cách. Một là nó không chạm gì vào vùng chọn cũ, ok, không có gì xảy ra. Nhưng nếu mà bây giờ tôi vẽ nó chạm vào vùng chọn cũ, nó giao nhau ở đâu, thì khi tôi nhả chuột ra thì nó sẽ xén cái vùng chọn cũ đi ở đó. Đấy, không chạm thì thôi, mà chạm nhau ở đâu thì là xén nhau ở đấy. Như vậy đây là cách để mà chúng ta thu bớt lại, xén bớt cái vùng chọn hiện hành đi. Thế thì có cách nào khác để mà chúng ta thêm bớt như thế không? Thì chúng ta lại quan sát một sự hỗ trợ khác như thế này. Bây giờ các bạn sẽ làm quen thêm một chút thao tác ở trên thanh Option. Trên này các bạn nhìn thấy ở phía trên đầu này,
nó có bốn cái icon nhỏ nhỏ. Một cái có tên là New Selection, cái thứ hai có tên là Add to Selection, cái thứ ba có tên là Subtract from Selection, và cái cuối cùng là Intersect with Selection. Mà các bạn sẽ thấy luôn luôn cái này là cái mặc định. Cái này chính là New Selection là gì? Khi tôi vẽ ra một vùng chọn thì nó sẽ luôn luôn là vùng chọn mới, và đã vẽ ra nó sẽ tự động nó hủy bỏ những cái gì đã có, vùng chọn cũ đi, như chúng ta vừa nói vừa nãy. Và đây là cái mặc định các bạn sẽ luôn luôn thấy. Còn cái thứ hai là thêm vào. Cái này khi tôi bấm, các bạn sẽ nhìn thấy dấu cộng ở cái tròng chuột, có nghĩa là thêm vào. Và tôi cứ vẽ thêm thì là nó sẽ xuất hiện thêm các mảnh. Các mảnh này nếu rời nhau thì nó là các mảnh rời, còn nếu mà tôi vẽ nó giao nhau ở đâu thì tự nó trộn lại để trở thành một cái to hơn, hoặc là hòa vào với nhau. Cái này không khác thì thao tác tôi giữ phím shift cả. Chỉ có điều bây giờ tôi không cần phải giữ nữa, mà tôi bấm cái icon trên này. Thế còn trường hợp ngược lại nữa thì là cái subtract. Subtract thì tôi bấm sang cái thứ ba, và khi tôi vẽ ra bất cứ một vùng chọn nào thì nó cứ giao với lại vùng chọn cũ đâu thì nó xén đi. Cái này thì không khác thì tôi nhấn giữ phím an. Tuy nhiên hai cái mà thêm vào hay bớt đi này thì nó khác với cái chuyện là nhấn shift và nhấn an, ở chỗ là lúc nào nó cũng hoặc thêm vào, lúc nào nó hoặc là bớt đi. Cho nên người làm thì ít khi dùng cái này, mà người ta thích dùng giữ shift và giữ an. Vì sao? Vì xong việc rồi nhả phím ra là thôi. Chứ còn nếu không thì nó sẽ luôn luôn ở trạng thái thêm vào hoặc luôn luôn ở trạng thái bớt đi. Chỉ có cái thứ ba là cái cuối cùng là cái đặc biệt, đó là cái intersect. Intersect thì sao? Đây, intersect thì chúng ta cùng nhau xem như thế này. Bây giờ tôi có một vùng chọn này và tôi chọn intersect. Bây giờ nếu tôi vẽ một vùng chọn mới giao với vùng chọn cũ ở đâu? Vừa nãy thì là giao ở đâu là cắt ở đấy, nhưng bây giờ thì nó ngược lại là giao ở đâu giữ ở đấy, còn cái gì không giao thì bỏ đi. Đấy. Thì duy nhất có cái này là cái mà khi các bạn muốn làm thì các bạn nên chọn cái tùy chọn ở trên. Còn lại cái thêm vào hoặc bớt đi thì nên sử dụng shift hoặc alt để đến lúc mà mình xong việc cái là thôi, nó quay trở về cái trạng thái bình thường. Thế thì đấy là cái cách thức để thêm để bớt. Bây giờ chúng ta lại nói thêm một khái niệm nữa, nó sát ở đây. Đó là khái niệm feather. Feather là cái gì? Và tại sao nó lại đang có cái tham số là 0 ở đây? Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem thế này nhé. Quay trở lại với lệnh tô vừa nãy. Tôi có một vùng chọn này, tôi tô này. Ok, zoom phóng lớn lên, và chúng ta thấy rõ ràng là không có tí màu nào vượt ra khỏi cái vùng chọn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta đối chiếu. Đối chiếu bằng cách nào? Tôi vẽ thêm một cái vùng chọn nữa, nhưng trước khi vẽ thì bây giờ tôi cho một con số vào đây, ví dụ 10 pixel. Và bây giờ tôi cũng vẽ ra một cái vùng chọn, nó có cái kích thước cũng gần gần tương tự như là cái hình vừa nãy. Hàng này to hơn thì cũng được. À, bé. Đây, 10 có vẻ hơi to quá. Bây giờ tôi cho nó 50. Và chúng ta cùng nhau xem nhé. Đây, cũng gần tương tự. Khi tôi buông chuột ra một cái thì các bạn thấy bắt đầu có sự khác biệt rồi, đúng không? Vừa nãy tôi vẽ thì cái hình vẽ vùng chọn nó vuông thành các cạnh. Còn bây giờ khi tôi buông tay ra một cái, các bạn thấy là các góc của nó được bó tròn lại. Đấy là cái khác đầu tiên khi mà chúng ta vừa nhìn. Thế bây giờ kiểm chứng thứ hai là bằng lệnh tô Edit Fill. Vẫn tô bằng màu foreground, chính là màu đỏ này. Kết quả các bạn thấy này là rất khác, đó. Khác ở mấy điểm như sau. Một là có vẻ như cái màu đỏ này không còn nằm ở trong cái phạm vi vùng chọn nữa, mà nó lấn ra ngoài. Thứ hai là nó không đều. Nhìn hình bên trái này thì các bạn nhìn là góc này, góc này, góc này, góc này, hay là ở tâm,
chỗ nào nó cũng đều nhau một màu, hay là cái khái niệm mà chúng ta gọi là solid, tô đều hết. Thế còn thằng này thì không, nó không đều nhau, ở tâm thì có vẻ là đậm, càng ra ngoài rìa này thì càng nhạt đi, mà vượt ra ngoài nữa thì càng nhạt nữa cho tới khi không nhìn thấy màu. Thế thì feather này là cái khái niệm mà người ta gọi là vùng ảnh hưởng. Đấy. Vùng ảnh hưởng có nghĩa là như thế nào? Tôi không bắt anh lúc nào cũng nằm ở trong cái rào chắn là cái vùng chọn này, mà tôi cho phép anh lấn ra ngoài. Thế còn lấn nhiều hay lấn ít là do cái tham số mà tôi điền vào đây. Tham số feather điền vào đây. Con số càng cao thì có nghĩa là nó cho phép lấn ra ngoài càng nhiều. Và khi đã gán feather thì có một yếu tố xảy ra, đó là mạnh ở tâm và nhẹ ở biên. Càng xa ra ngoài biên thì càng nhẹ đi. Và chúng ta cũng sẽ thấy là nếu tôi hủy vùng chọn đi thì chúng ta nhìn hai cái hình tô này rất khác nhau. Một hình rõ ràng, mạch lạc, sắc nét. Thế còn một hình thì màu tô không đều, chỗ đậm chỗ nhạt, và đường biên thì nó mờ, không thể xác định rõ ràng chỗ nào là biên, chỗ nào không phải là biên. Thế thì sẽ có cái cách dùng khác nhau đối với những cái này. Lúc nào mà các bạn cần tô, cần vẽ, cần làm một cái gì đó rõ ràng, mạch lạc thì các bạn cứ để nó không có feather hay là feather bằng không thì nó sẽ rõ ràng, sắc nét. Thế còn lúc nào mà các bạn cần một cái thao tác nào đó mà nó cần phải mềm mại, các bạn không muốn cho người ta nhìn rõ ràng quá cái thao tác của mình, thì các bạn sẽ gán một cái feather vào cho vùng chọn của mình, thì nó sẽ làm cho cái vùng biên này nó mờ đi, nhẹ đi, mềm mại đi. Đấy, thì cái này thì tùy thuộc vào công việc thôi nhé. Khái quát đầu tiên chúng ta sẽ nói thế. Thế còn sau này lúc nào cần cứng, lúc nào cần mềm, lúc nào cần rõ, lúc nào cần mờ thì phải thông qua cái quá trình làm việc mà chúng ta sẽ quyết định là lúc nào nên, lúc nào không nên. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi lại phải nói luôn, đó là có dùng cái này ở đây hay không. Mặc dù Photoshop đưa ra cái feather này, đưa ra cái thành option này là để hỗ trợ chúng ta làm việc cho nhanh, nhưng lời khuyên lại là không, đừng nên dùng cái này. Vì sao? Vì cái này nó bị lưu tham số. Khi mà tôi điền một tham số vào đây, tôi làm xong cái này rồi mà tôi vẽ ra một cái khác thì nó vẫn cứ tiếp tục và gán tiếp cái feather vào đây cho các phiên làm việc về sau. Do đó thì tôi lại phải trả cái này về không để tôi làm. Nếu không thì nó cứ gán đi gán lại mãi cái tham số đó. Đấy là cái điều mà nó không hợp lý. Thế thì vậy không dùng ở đây thì dùng ở đâu? Đây, bây giờ chúng ta lại sẽ có một cách dùng khác. Đó là thay vì dùng cái feather ở trên thanh option thì chúng ta sẽ vào menu select. Đấy, quay trở lại khái niệm như tôi vừa nói, đó là cứ cái gì liên quan đến vùng chọn thì chúng ta lại ới cái thằng select này để chúng ta tìm. À, nhưng cách dùng thì nó hơi khác một tí. Ở đây nếu mà dùng thì các bạn vẽ, trước khi vẽ thì các bạn làm sao đây ạ? Gán số trước rồi các bạn vẽ. Thế còn cách làm ở đây thì các bạn cứ vẽ trước đi, sau đó thì các bạn làm sao ạ? Vào trong select, vào trong modify, và các bạn tìm dưới lệnh cuối cùng ở trong cái menu con, hay là các bạn sử dụng phím tắt là Shift F6. Select, modify, feather, hoặc là nếu không tìm ra menu thì ấn luôn phím tắt đó, Shift F6 hoặc là Shift Function F6. Ok, sau khi chúng ta nhấn ra thì nó sẽ có một hộp thoại nhỏ nhỏ nó hiện lên như thế này. Các bạn cần điền bao nhiêu thì các bạn điền vào đây và nhấp làm sao đây, nhấp phím OK. Đây, chưa nhấn nhé, vuông thành sát cạnh này, nhấn này, lập tức bò tròn góc này lại. Và bây giờ tôi tô thử nhé, edit phim, nó cũng đạt hiệu quả giống như vừa nãy là mờ biên. Tuy nhiên điểm khác biệt khi mà chúng ta sử dụng lệnh này là gì? Trong lần làm việc tiếp theo các bạn sẽ không thấy nó bị gán feather nữa. Lệnh này chỉ làm duy nhất một lần, làm xong là xong, không lưu bất cứ cái gì cả. Lần sau các bạn muốn feather thì các bạn lại làm lại lần nữa cái thao tác đấy. Thế và trong cái quá trình làm việc thì bây giờ quay trở lại cái này là
nên đặt ở chế độ này nhé, cái new selection. Còn trừ trường hợp rất cần thiết thì chúng ta mới sử dụng cái intersect này để giữ lại cái phần giao nhau. Còn trường hợp mà thêm vào cái bớt đi thì hãy dùng shift hoặc dùng an cho tôi, đừng bấm vào đây, không lại mất công lại đi chuyển lại. Và feather thì không dùng ở đây mà dùng shift F6 để mở một thoại ra để sử dụng duy nhất một lần trong một thao tác.